Thường thường á, mình trồng cà chua thì mình cứ nghĩ ô những cái cây cà chua này nó chỉ chịu được cái nhiệt độ giống như là thời tiết ấm áp, nó không có chịu được nhiệt độ lạnh các bạn. Nhưng mà theo mình trồng á, thì mình thấy cho dù mình trồng ngoài trời thì ba mươi mấy độ những cây cà chua này tỉnh queo các bạn. Nên vào giống như là Nhật Thanh để ý, trời mà bắt đầu giống như là bớt lạnh, bớt cái nhiệt độ đông đá là mình đã gieo cái hạt xuống rồi. Mình gieo cái hạt xuống và mình trồng. Thì các bạn thấy những cái cây này mình trồng ở trong nhà trồng cây này nè. Mà mình cũng phải nói một cái bí mật luôn là nếu mà các bạn có cái nhà trồng cây, mình gieo cái hạt trong nhà trồng cây, nó phát triển rất rất là lẹ nha. Và khi mà nó phát triển rồi, mình đặt xuống dưới gốc mình trồng thì các bạn thấy cái cây này chỉ có một tháng mấy thôi, Nhật Thanh trồng một tháng mấy thôi mà các bạn biết cái cây giận cà chua nó cao tới cái mức độ nào mà bây giờ nó đụng tới đây luôn. Mà nếu mà mình đo theo gang tay á thì mình đo cho các bạn xem như cái cây này mình đo nha, tại vì mình không có đi sát vô cái cây, mình đi lên theo đúng cái khung của nó luôn ở trên đây thì mình đo thử cho các bạn xem. Thì một gang nè, hai gang, ba gang, bốn gang, năm gang, phải nói là năm gang hơn, thì nó phát triển khá lẹ và hiện tại nó đang ra trái các bạn. Nó đang ra trái ở đây, cây của Nhật Thanh bắt đầu trái, nó đậu nhỏ nhỏ nhiều lắm, còn cái trái hình thành lớn như vậy á thì có một số rồi, một tháng mấy thôi. Còn cái cây mình trồng ngoài trời, mình trồng gần 3 tuần rồi mà cái độ phát triển của nó không bằng những cái cây trong nhà trồng cây này đâu. Nè, các bạn thấy nè, trái bắt đầu nó hình thành này nè. Cái cây bên đây nè, Nhật Thanh trồng đã 3 tuần rồi, mà trong khi á, cái cây mình trồng trong nhà trồng cây nó mới có chừng khoảng giống như là nó phải cần 2 hay 3 ngày để nó chịu, nó quen cái môi trường. Bắt đầu nó phát triển các bạn, nó phát triển lẹ lắm. Như mấy cái cây này nè, mình mới trồng sao mà bây giờ nó lớn, rồi ra bông nữa nè, nhiều lắm. Bởi vậy, Nhật Thanh thấy á, trồng cà chua trong nhà trồng cây á, nó phát triển tốt, lẹ. Mà mình tới mùa hè chắc không dám để đâu, hơi nóng á, tại vì mình không có điều kiện như người ta có cái nhà trồng cây nó thoáng thì nó phát triển tốt, mình khỏi lo sâu lo gì hết trơn. Khi mà cái trái nó hình thành thì thường thường á, mình hay thấy nó có bị tình trạng gì, chẳng hạn như cái trái nó bị tự nhiên á, nó mọc tới đây rồi nó bị đen hết một bên là mình phải ngắt bỏ. Không thôi khi cái trái nó lớn như vậy, nó gần sắp chín thì nó bị nứt các bạn, công trình mình trồng cho đã rồi nó nứt, nhìn nó không có ngon. Nguyên nhân á, mà cái trái cà chua của mình nó bị nứt như vậy là tại vì cái đất của mình nó thiếu chất dinh dưỡng các bạn. Khi mà nó thiếu chất dinh dưỡng rồi thì nhưng mà cái cây của mình nó có nhiều trái quá đi, nó nuôi trái nó nuôi không nổi, rồi cái trái của mình cái vỏ nó bị mỏng các bạn, nó mỏng rồi xong rồi cái cà chua thì mình phải cần tưới nước cho nhiều thì nó mới được tốt, mà khi mình tưới nước nhiều như vậy thì nó hút nước nhiều quá, cái trái nó căng thì nó rất dễ bị nứt cái vỏ của trái cà chua. Bởi vậy nguyên nhân cái cây cà chua của mình thời điểm có trái nó thiếu cái gì mà cái trái nó bị nứt như vậy, đó là chất potassium, bên Việt Nam mình gọi là cái chất kali, thì mình phải cần bồi bổ cho nó trong 3 số. Thì cái số cuối cùng với các bạn Thanh lúc nào cũng chia sẻ, thường thường phân mình có 3 số, số đầu, số chính giữa và số cuối, thì số cuối là chất potassium, chất kali nha các bạn, nếu mà mình xài phân hóa học. Nhưng mà phân hóa học á, thì mình bón với cái mức giống như là giới hạn là thôi, chứ mình không có thể nào mình bón nhiều quá. Nếu mà mình bón nhiều quá cây nó sẽ bị nóng, nhưng mà mình bón không đủ thì cái trái nó không có tốt. Bởi vậy phương pháp mà Nhật Thanh thấy nhất hay nhất
đó là mình pha phân, mình bón cho những cái cây cà chua này. Thì Nhật Thanh pha phân như thế nào thì các bạn theo mình Khi nha. mà mình chọn cái phương pháp mình pha phân nước để mình bón cho cây cà chua thì cái thành phần chính là sữa nha các bạn. Tại vì trong sữa này nó có khá nhiều chất dinh dưỡng. Trong đây thì Nhật Thanh thấy nó có chất giống như là potassium and calcium. Cái trái của mình nó bị đen là nhiều khi nó thiếu chất calcium trong đó nữa. Ngoài potassium ra thì nó thiếu có chất calcium trong đó, mà sữa thì có khá đầy đủ chất dinh dưỡng ở trong đó. Một bình á, nếu mà Nhật Thanh mua loại sữa thường, một bình 2 đồng mấy 3 đồng, mình xài nguyên cái vườn mình pha 1 tháng mình xài chỉ có một bình thôi. 1 tháng mình chỉ xài một bình thôi các bạn. Mà mình xài phân nước, thứ nhất là nó nhẹ, nó không có nóng làm nóng cây, mà nó giúp cho cái cây phát triển mạnh nha các bạn, mạnh lắm chứ không phải là đơn giản. Mình nghĩ nó ô nó nhẹ là cái cây mình nó phát triển không tốt. Nó nhẹ nhưng mà cái cây của mình phát triển rất là mạnh. Các bạn thử đi bón phân nước này cho cây mình, ngoài giúp đỡ cho trái thì mình bón cho rau á, nó phát triển tốt lắm. Thì sữa, Nhật Thanh sử dụng sữa. Sữa này á thì mình bỏ vô trong cái thùng 5 ga lông này các bạn. 5 ga lông này thì một cái cúp này á là 16 ao, là thành hai cái cúp thường, một cái cúp thường là 8 ao, mà một cái ly này là 16 ao, là tính ra là bằng 2 cúp. Thì mình còn có nhiêu đây sữa thôi, mình bỏ vô trong đây thì khoảng hơn 3 cúp. Nhưng mà thường thường á thì nếu mà đầy luôn cái thùng á thì Nhật Thanh sẽ sử dụng 5 cúp, nhưng mà bây giờ mình chỉ còn có trong bình sữa này chỉ còn có 3 cúp thôi, thì mình sẽ pha khoảng hơn nửa thùng thôi. Và cái nguyên liệu kế tiếp mà Nhật Thanh muốn nói tới đó là mình sử dụng bone meal. Bone meal đây á, mình cũng tránh lạm dụng nha, tại vì khi á, mà Nhật Thanh pha, trường hợp mình có sữa đầy đủ, mình pha một thùng 5 ga lông này thì mình có thể mình tưới, mình bón phân cho nửa cái vườn của mình. Và nguyên cái vườn của Nhật Thanh các bạn thấy bự như vậy mà mình chỉ sử dụng có 2 thùng 5 ga lông này thôi. Và mỗi lần á mình bỏ bone meal vô thì mình bỏ khoảng chừng nửa cúp, và các bạn tránh lạm dụng bone meal quá nhiều, nó sẽ gây tình trạng giống như đất của mình bị nấm. Nửa cúp thôi các bạn. Mình lường vô trong đây, lẽ ra Nhật Thanh phải lường trước khi mà mình bỏ sữa nó dính, nhưng mà không sao. Các bạn có thể sử dụng sát cà phê, coffee nha. Thì mình có thể sử dụng sát cà phê. Nhưng mà nếu mà mình không có cũng không thành vấn đề. Mình bỏ nhiêu cũng được hết trơn, không cần phải chính xác. Sát cà phê. Và cái nguyên liệu cuối cùng Nhật Thanh pha vô trong cái thùng này đó là muối Epsom. Muối Epsom thì mình, nói chung những cái nguyên liệu này không có nóng, các bạn có lỡ tay nó cũng không có nóng cay nữa. Thì Nhật Thanh bỏ vô trong đây khoảng 4 hay 5 nắm tay cỡ đó. Nhật Thanh nghe trường hợp chẳng hạn như bên Việt Nam mình không có bone meal hay là mình không có những cái chất gì thì các bạn có thể sử dụng cinnamon. Đây là cái bột quế mình thay thế cho bone meal. Thì mình pha, nếu mà các bạn pha, mình pha mình có thể bỏ khoảng chừng 2 cho tới 3 muỗng canh húp súp ấy, mình bỏ vô trong đây mình pha. Thì cái quế này nó giúp cho cái rễ cây phát triển cũng lẹ lắm nha các bạn. Và nó giống như là tình trạng đất của mình nó bị nấm thì nó cũng diệt nấm trong đất, rồi nó giúp cho cái rễ cây phát triển tốt.
Nếu mình đã xài cinnamon rồi thì mình không cần phải dùng bone meal để làm cái gì, tại vì cái bone meal thì nó giúp cho cái rễ cây phát triển tốt, thì cái cinnamon nó cũng giúp cho cái rễ cây phát triển nữa các bạn. Thành phần chính mà mình bón cho cái trái cà chua phát triển tốt là sữa, và mình có thể sử dụng bone meal hay là quế. Còn nếu mà trường hợp mình không có sát cà phê, không có muối Epsom, không thành vấn đề, mà mình có thêm thì cái cây nó phát triển tốt thôi. Mà khi mình bỏ muối Epsom như vậy vô thì nó sẽ giúp cho cây cà chua mình ra bông nhiều lắm. Sau khi mình bỏ nước vô rồi thì mình khuấy nó lên đều, mình khuấy chừng khoảng 1 hay 2 phút. Và mình ngâm chừng vài tiếng thôi là các bạn có thể tưới rồi. Đôi khi những cái xác cà phê hay là cái bone meal nó chưa có tan hết, nhưng mà cũng không có thành vấn đề các bạn, tại vì mình tưới vô trong cái gốc á, cái xác với cái bone meal nó nằm đó thì mình tưới cây hàng ngày nó cũng tan từ từ ra. Nhật Thanh thích xài phun nước lắm, tại vì khi mình bón ngày hôm nay là ngày hôm sau mình thấy cái cây của mình nó phát triển khác liền, nó hút vô khá lẹ và mình có thể bón được mỗi tuần nữa mà không nóng cây. Trong khi cái phân hóa học á, thì mình bón có một cái sự giới hạn, mình bón nhiều quá thì chết cây nè, rồi ăn phân nhiều hóa học nhiều quá cũng không có tốt. Các bạn dùng cái phân này mà tưới rau á, hôm ngày hôm sau các bạn thấy cái cây các bạn á, cứng đơ mà nó tốt lắm. Lúc nào cũng vậy, trước khi mà tưới phân Nhật Thanh cũng tưới sơ qua cho cái đất nó hơi ẩm ướt rồi mình mới tưới phân lên. Thì sau khi mình ngâm vài tiếng, các bạn ngâm vài tiếng, mình lấy cái nước này nè, mình tưới vô trong gốc. Một thùng vậy mà mình tưới nhiều lắm. Mà sau khi mình tưới xong mình thấy nó dính trên cây mình không thích đó, thì mình rải sơ nước lại. Nhật Thanh á, thì có khá nhiều bài chia sẻ về cách sử dụng phân, thì mình để dưới phần miêu tả các bạn có thể xem lại. Mà mình thấy á, trong những cái rác nhà bếp mà mình hay giống như là mình làm rác nhà bếp, khi mà nó phân hủy mình bón cho cây thì Nhật Thanh thấy nha các bạn, trong những cái rau có chất calcium khá nhiều ở trong đó, và potassium thì có một số, nhưng mà các bạn muốn có potassium thì mình có thể sử dụng giống như là cái vỏ chuối, nói chung thì các bạn tìm hiểu sơ những cái loại rau nào nó có nhiều chất potassium trong đó thì mình có thể sử dụng. Thì nhưng mà cái vườn của Nhật Thanh bự quá đi, cái rác nhà bếp mình không có thể nào đủ cung cấp, nên chỉ có một phương pháp hay nhất ở Mỹ này mà Nhật Thanh thấy, đó là sử dụng sữa. Thì mình cũng chia sẻ, một tháng mình chỉ xài có một bình thôi, và một bình đó mình mua chỉ có 3 đồng mấy, cũng giống như là mình mua phân thôi các bạn. Mà khi mình bón cây thấy cái cây mình nó khỏe dữ lắm và nó hút khá lẹ luôn. Thì hôm nay Nhật Thanh chia sẻ giống như là làm sao mình cây cà chua mình khi nó ra trái nó không bị đen, nó không bị nứt khi mà trái nó lớn. Thì thôi, mình xin ngưng video đây và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ nha. Bye bye, bye bye mọi người nha.